Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olamoe.vn. Bài hôm trước chúng mình đã tìm hiểu về bảng chia 2 rồi, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về bảng chia 5. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau khởi động. Chúng ta lại tiếp tục nói về phép nhân và phép chia có liên quan tới số 5 thông qua các bài toán. Mỗi đĩa có hai cái bánh. 5 đĩa như thế thì sẽ có tất cả 10 cái bánh. Và ngược lại, có 10 cái bánh chia đều vào 5 đĩa thì mỗi đĩa sẽ có hai cái bánh. Chúng ta sẽ có phép nhân và phép chia tương ứng như thế nào? Rất chính xác, khi đó chúng ta có phép nhân là 2 x 5 bằng 10 và phép chia ở đây là 10 chia 5 bằng 2. Chúng ta để ý vào phép chia thì thấy rằng Số chia ở đây là 5 và đây là một trong những phép tính trong bảng chia 5. Ngay bây giờ cô cho mình sẽ cùng nhau lập ra bảng chia 5. Cũng tương tự như bảng chia 2 thì cũng có hai cách để lập bảng chia 5, đó là dựa vào cách lập phép chia tự nhiên hoặc là dựa vào bảng nhân 5. Đầu tiên chúng ta có có 5 cái bánh chia đều vào 5 đĩa thì mỗi đĩa sẽ có mấy cái bánh? Ta nhìn và thấy ngay trong trường hợp này thì mỗi đĩa có 1 cái bánh và phép chia ở đây là 5 chia 5 bằng 1. Tương tự, nếu như có 10 cái bánh chia đều vào 5 đĩa thì mỗi đĩa sẽ có mấy cái bánh? Chúng mình cùng quan sát và viết phép chia thích hợp. Đúng như thế, ta thấy rằng mỗi đĩa sẽ có 2 cái bánh và phép chia ở đây là 10 chia 5 bằng 2. Cứ tương tự như thế này thì các con sẽ lập ra được các phép chia với số chia là 5. Cách thứ hai chúng ta sẽ lập bảng chia 5 này dựa vào bảng nhân 5. Hoàn toàn tương tự như cách lập bảng chia 2, từ phép nhân chúng ta cũng sẽ suy ra được các phép chia với số chia là 5. Tương tự thế này, các con hãy lập cho cô các phép chia còn lại. Rất chính xác, chúng ta sẽ có các phép chia 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9 và 50 chia cho 5 bằng 10. Đây chính là 10 phép tính trong bảng chia 5 và, và chúng mình hãy học thuộc các phép tính này để có thể tính toán nhanh hơn. Bây giờ các con hãy cùng làm bài tập. Đầu tiên chúng mình tính nhầm. Khi đã học thuộc được bảng chia 5 rồi thì các con có thể tính nhầm rất nhanh. Ví dụ như ở đây là 15 chia 5 sẽ bằng 3 hay là 45 chia 5 sẽ bằng 9. Tương tự, hãy tính nhầm các phép tính sau. Rất chính xác. Bài thứ hai các con hãy điền phép tính thích hợp. Đúng là như thế, khi chúng ta chia đều 20 con gà vào 5 đĩa thì ta sẽ có phép chia ở đây là 20 chia cho 5 và kết quả là 4. Các con lại tiếp tục tìm tích và thương tương ứng. Chúng mình đã quen rồi đúng không nào? 5 x 5 bằng 25 và 5 x 10 thì bằng 50. Khi có số bị chia và số chia, các con sẽ tìm được thương tương ứng rất đơn giản đúng không nào? Bài tiếp theo chúng mình cùng điền số và sơ đồ sau đây. Rất chính xác, chúng ta có 30 chia 5 bằng 6, 6 cộng 19 sẽ bằng 25, 25 chia 5 bằng 5 và 5 tiếp tục chia cho 5 thì kết quả được 1. Bây giờ chúng mình giải bài toán sau. Có 40 cái bánh chia đều vào 5 đĩa, hỏi mỗi đĩa có mấy cái bánh? chính xác, chúng ta sẽ tính được mỗi đĩa có số cái bánh bằng cách lấy 40 chia cho 5 và kết quả là 8 cái bánh. Đó là một số bài tập liên quan tới bảng chia 5. Bây giờ các con hãy cùng vận dụng vào thực tế. Chúng mình sẽ cùng nói về một đối tượng hết sức quen thuộc đó chính là cúc áo. Cúc áo có rất nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau. Ở đây cô có bài toán là có 40 cúc áo, khâu vào các áo, mỗi áo 5 cúc, vậy thì khâu được bao nhiêu cái áo như vậy? Cô chúc mừng chúng mình, chúng ta sẽ tính được ngay là khâu được số cái áo là bằng cách thực hiện phép chia, đó là 40 chia cho 5, kết quả là 8 cái. Như vậy, trong bài ngày hôm nay, các con đã được tìm hiểu về bảng chia 5. Để rèn luyện thêm kỹ năng, chúng mình hãy luyện tập trên trang web olomer.vn. Và đây cũng là bài cuối cùng trong chương tìm hiểu về phép nhân và phép chia của toán lớp 2. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo.